Phạo chỉ cho đúng 100 triệu để nâng cấp limousine thì đây là giải pháp. Đây là ghế HongYi 2.0 LED, là một bản nâng cấp của ghế HongYi 2.0, có những cải tiến. Điều đầu tiên đó là phần form ghế. Đây, cái phần lưng ghế này được trong hơn, to hơn, ngồi sẽ ôm lưng hơn. Và cái phần gối đầu cũng thế, làm bề thế hơn. Và cái phần đỡ ở cổ này, đi đường xa rất là đỡ luôn, không bị mỏi phần cổ này. Và tiếp theo là các nút chỉnh nhanh ở bên tay trái của ghế. Nếu mà anh em sử dụng qua những cái ghế mà chỉnh điện toàn phần á, thì rất là quen với các chức năng này. Lên ghế, xuống ghế, nâng đỡ cái lưng ghế nè, lên nè, xuống. Và cũng là phần bên tay trái này là biểu tượng của HongYi, là một cái logo pha lê. Và tiếp theo là các chi tiết, các chức năng của ghế mình sẽ show cho anh em thấy, được tích hợp trong cái màn hình cảm ứng này. Với các chức năng như là làm mát ghế, sưởi ấm và đặc biệt là chế độ không trọng lực, là toàn bộ cái trọng tâm của mình sẽ được nâng lên và ngã về phía sau. Một tư thế cực kỳ thoải mái luôn. Cái lưng sẽ được đỡ và nó sẽ không bị mỏi. Và bạn có thể kết hợp thêm các chức năng khác như là mát ghế hay là massage nữa. Và tiếp theo có một chức năng mà được xuất hiện trên những ghế cao cấp mới có, đó là chức năng điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Hồng My ơi, em đi. Ghế đi lên. Ghế đi lên. Đó, như anh em thấy, khi mình nói là ở trong PI nó sẽ tự tìm kiếm và nó sẽ tự bật cái chức năng tiến lên lùi xuống hay là chức năng không trọng lực. Với cặp ghế HongYi 2.0 LED này, giá là 79 triệu, chưa bao gồm chương trình khuyến mãi. Một con số rất đẹp mà cái ghế lại chất lượng nữa. Anh em cảm thấy ghế này như thế nào? Và toàn bộ khoang trước thì bọc da nắp 3 cao cấp và đổi màu nội thất cùng màu với ghế hàng 2 2.0 LED. Và chất lượng da thì anh em thấy rất là đều và đẹp luôn. Và ngay cả vô lăng nữa, đây là vô lăng đi cách thể thao, nhìn rất là lực và ngầu luôn nha anh em. Carbon và da kết hợp lại rất là sang xịn mịn luôn. Và đây là sàn carbon đụng đổ nguyên tấm nha anh em, rất là chắc chắn và bền bỉ luôn, rất là dễ vệ sinh. Và cái điểm nhấn ở đây là một cái logo được cá nhân hóa riêng. Và để tăng phần đẹp hơn thì kết hợp với một cái ốp cửa lùa ngoài đây. Chỉ có 100 triệu để nâng cấp limousine, hãy đến với PROAUTOVN để trải nghiệm ngay hôm nay.